Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa các bạn, chó bị nôn là một trong những hiện tượng thường thấy nhất. Vậy tại sao bé cúm của bạn lại bị nôn? Làm sao để ngăn ngừa và điều trị tình trạng nôn mửa? Có mấy nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất là vấn đề về dạ dày mà chó của bạn gặp phải, có thể bao gồm viêm dạ dày hoặc đau dạ dày do ăn rác hoặc thực phẩm hỏng, viêm ruột, viêm dạ dày ruột xuất huyết, loét đường tiêu hóa, ký sinh trùng đường ruột với tốc độ nhanh quá, tập thể dục sau khi ăn, bệnh viêm ruột và chứng say tàu xe, dị ứng thực phẩm hoặc không dung nạp. Tùy thuộc vào hoàn cảnh chính xác để phán đoán ra nguyên nhân. Ví dụ nếu con chó của bạn nôn sau khi ở ngoài nắng nóng hoặc bị mắc kẹt trong một chiếc xe thì say nắng là một nghi ngờ đầu tiên. Nếu thùng rác của bạn có thể có bằng chứng về việc thăm dò bởi răng nanh thì rác độc tố hoặc vật thể lạ có nhiều khả năng. Bạn hiểu rõ nhất hành vi của con chó của bạn, đó là lý do tại sao bạn khai cụ thể với thú y để người ta có thể biết cách để giải quyết. Một số nguyên nhân khác như tiếp xúc với thuốc hay độc tố bởi thay đổi chế độ ăn và các nguyên nhân khác nữa. Nếu con chó của bị nôn mửa và tiêu chảy hoặc nôn mửa mà ăn không ngon miệng, hãy gọi bác sĩ thú y. Những người nuôi chó lâu năm biết rằng nôn không phải là hiện tượng hiếm. Đôi khi những con chó khỏe mạnh sẽ bị bệnh mà không có lý do rõ ràng và sau đó lại tiếp tục khỏe mạnh trở lại. Đặc biệt là các chú chó cảnh, khả năng đề kháng yếu và cơ quan tiêu hóa của chúng rất kém, cần phải được quan tâm lưu ý hơn. Trong vòng 24 giờ phát bệnh, cần hạn chế không cho chó của bạn ăn bất cứ thứ gì. Nên bổ sung nước bằng cách truyền nước hoặc cho chó uống nước đến dài. Trường hợp cúm đã quá mệt mỏi và không còn sức sống, bạn đừng quá lo lắng. Hãy tăng cường nạp vitamin B1 hoặc các loại thuốc tăng lực để giúp phục hồi cho chú chó. Bạn có thể cho cún ăn uống, cho uống men tiêu hóa và nghỉ ngơi hợp lý nếu viêm ruột ở cấp độ nhẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp tình trạng của chú chó vẫn không thay đổi mà ngày càng nặng hơn thì bạn phải đưa nó ngay đến các cơ sở thú y gần nhất để được hỗ trợ. Khi chó bị nôn cũng có thể chó đang mắc các bệnh Carré. Vậy đó chính là dấu hiệu quan trọng để nhận biết bệnh này. Đây là căn bệnh phát triển theo từng giai đoạn và suy nhược, làm giảm sức đề kháng trong cơ thể. Nó gây áp lực lớn và làm ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể của chó. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy những dấu hiệu ở cú chú cún như chảy nước mũi, kèm dịch màu nâu, thở gấp và có tiếng khò khè. Ngoài ra, màu sắc mắt của cún cũng trở nên đục dần, lờ đờ, có mù loét, chó nôn, bỏ ăn và thậm chí có biểu hiện co giật. Khi phát hiện những dấu hiệu trên, bạn nên đưa chú cún của mình đến các cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời. Đặc biệt để phòng tránh bệnh, bạn nên đưa chó đi tiêm phòng Carré ngay từ khi còn nhỏ. Nếu chú chó của bạn mắc bệnh như vừa nêu ở trên, chúng chỉ có thể sống được 2-3 ngày. Vì vậy, bạn nên đưa chúng đến cơ sở thú y trên địa bàn để được giúp đỡ và trị bệnh sớm nhất. Hiện nay, đã có các loại thuốc tương đối phổ biến để chữa trị. Và tốt nhất là bạn nên tiêm phòng vaccine 7 bệnh và 9 bệnh ngay từ những thời kỳ đầu tiên theo lịch trình để bảo vệ được sức khỏe cho chó. Nguyên Dương vừa giới thiệu với các bạn bệnh nôn mửa và tiêu chảy ở chó, cách nhận biết và điều trị. Rất mong bạn lưu tâm để nuôi dưỡng cho chú chó cực của mình được khỏe mạnh và đẹp. Cuối cùng, chúc quý vị và các bạn luôn an lành, hạnh phúc và thành công. Mời bạn đăng ký kênh theo dõi video tiếp theo của Nguyên Dương. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Ở video tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về trường hợp những trường hợp tiếp theo của bệnh nôn mửa của chú chó để chúng ta hiểu biết hơn và có phương pháp chăn nuôi tốt hơn.